Xin chào tất cả các bạn, tôi là bác sĩ Phạm Vũ Hiệp, bác sĩ của Trung tâm Bệnh lý tuyến giáp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Time City. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series về chế độ ăn của các bệnh nhân có bệnh lý tuyến giáp, và mặt bệnh chúng ta nhắm đến đó chính là những bệnh nhân đã có bệnh lý về suy giáp. Ở nhóm những bệnh nhân có bệnh lý về suy giáp, chúng ta sẽ chia làm hai nhóm khác nhau. Thứ nhất đó chính là những bệnh nhân có suy giảm chức năng tuyến giáp. Và nhóm thứ hai đó chính là những người đã mất toàn bộ chức năng tuyến giáp. Và giữa nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai sẽ có những sự khác biệt nhất định trong chế độ ăn hàng ngày. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này. Ở nhóm bệnh nhân thứ nhất đó là những người đã có suy giảm chức năng tuyến giáp, thì bạn sẽ cần phải lưu ý loại bỏ khỏi chế độ ăn của bạn những thực phẩm mà nó có thể gây giảm chức năng tuyến giáp của bạn. Đó là gì? Thứ nhất đó chính là đậu nành. Trong các nghiên cứu thì đậu nành có một số chất mà nó gây ức chế một enzyme khiến cho tuyến giáp của bạn hoạt động một cách bình thường. Tuy nhiên cũng rất may đó chính là các nghiên cứu khoa học chỉ ra iốt có thể giúp giảm cái quá trình ức chế enzyme này. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng đậu nành trong bữa ăn của mình với một lượng vừa phải, 3 bữa trong vòng 1 tuần, và mỗi một bữa lượng đậu nành mà bạn ăn nó sẽ tương đương với cả khoảng 1 đến 2 bìa đậu phụ. Và tất nhiên nếu như bạn chỉ ăn một bữa một tuần thì bạn có thể ăn đến 3 bìa một tuần, không sao cả. Nhóm thực phẩm thứ hai mà bạn cần phải loại bỏ khỏi chế độ ăn của mình đó chính là các loại rau họ cải. Bởi vì các loại rau họ cải thì ngăn ngừa quá trình iốt đi vào trong tuyến giáp, đồng nghĩa với việc là bạn không tiếp nguyên liệu cho tuyến giáp hoạt động. Vậy thì các loại rau họ cải bao gồm đó là những loại súp lơ, bắp cải, cả su hào nhé. Thì đó là những cái thực phẩm mà bạn nên loại bỏ khỏi chế độ ăn của mình. Tuy nhiên, nếu như trong trường hợp mà bạn là một fan của rau họ cải và bạn rất thích ăn rau họ cải chẳng hạn, mà bạn đang trong nhóm giảm chức năng tuyến giáp, thì bạn hoàn toàn có thể ăn một vài bữa một tuần, với điều kiện đó chính là bạn sẽ cần phải chế biến thật là kỹ. Bởi vì các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng việc chế biến các loại rau họ cải một cách kỹ lưỡng nó có thể giúp giảm cái quá trình ức chế enzyme, ngăn ngừa cái quá trình hoạt động của tuyến giáp. Và cuối cùng, những thực phẩm cần phải loại bỏ khỏi chế độ ăn của bạn đó chính là những thực phẩm dầu goitrogenic. Nó là một chất mà nằm trong hầu hết các loại quả mọng. Đó là những loại mà rất phổ biến ở Việt Nam, bao gồm mận, mơ, đào, các loại dâu, ví dụ dâu tây hay kể cả dâu ta, và cả quả cherry nữa. Thì có một số loại hoa quả mà nó sẽ không giàu goitrogenic. Đó là gì? Đó là các loại cam, quýt, các loại quả mà có múi. Các loại quả này bệnh nhân mà có rối loạn chức năng tuyến giáp hoàn toàn có thể ăn được mà không cần phải loại bỏ khỏi chế độ ăn. Tuy nhiên, nếu như bạn khá là thích ăn những loại quả mọng này thì bạn có thể sử dụng một số lượng ít, một vài quả khi mà mùa của nó đến. Bởi vì là cái việc sử dụng ít như thế thì nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến chức năng tuyến giáp của bạn. Và nhóm thứ hai mà tôi muốn nhắc đến đó chính là những bệnh nhân đã không còn chức năng của tuyến giáp nữa, có nghĩa là bạn đã mất toàn bộ chức năng tuyến giáp rồi. Thì ở nhóm này, thông thường các bạn sẽ được các bác sĩ kê đơn thuốc đó là hormone tuyến giáp thay thế, và hầu hết mọi người thì sẽ sử dụng hormone tuyến giáp thay thế hàng ngày. Thì khi mọi người sử dụng hormone tuyến giáp thay thế thì cơ thể của mọi người đã được cân bằng về mặt hormone, và do đó mọi người giống như là một người bình thường về mặt sức khỏe. Và vì thế lưu ý về chế độ ăn với nhóm này đó chính là không có bất kỳ lưu ý gì đặc biệt cả. Mọi người hoàn toàn có thể ăn uống giống như là một người khỏe mạnh bình thường. Không có bất kỳ thực phẩm nào là nhóm mà mọi người sẽ cần phải lưu ý trong khi sử dụng. Tuy nhiên, có một số chất khi mà bạn đưa vào trong cơ thể nó có thể ảnh hưởng đến cái việc hấp thu hormone tuyến giáp. Thì những cái chất này bạn nên sử dụng cách cái thời điểm uống hormone tuyến giáp một cái khoảng thời gian nhất định. Đó là gì? Đó là sắt hay là canxi. Các thực phẩm giàu sắt và canxi thì khá phổ biến, đó là các loại thịt đỏ, ví dụ như thịt bò, thịt dê, đó là lòng đỏ, trứng gà hay là các loại trứng khác, và cả cá nữa. Bên cạnh đó có cả sữa nữa. Do đó nên là tất cả những cái thực phẩm này thì bạn sẽ cần lưu ý là sẽ ăn cách thời điểm mà uống thuốc hormone ra nhé. Rất hy vọng là với nội dung video clip ngày hôm nay đã chia sẻ thì mọi người sẽ có cái nhìn đầy đủ hơn về bệnh lý suy giáp cũng như là cái chế độ ăn cho bệnh lý suy giáp, để từ đó có một chất lượng cuộc sống tốt hơn. Cuối cùng xin chúc mọi người luôn vui và thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tới.
Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của VinMec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.